Ngày 6 tháng 12, nguồn tin báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, cơ quan chức năng đã kết luận liên quan sự cố sụt trượt tại gói thầu 02XL thuộc dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông. Theo kết luận giám định tư pháp của Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, nguyên nhân sụt trượt khối đất đắp sang nền trong quá trình thi công xảy ra 5 đợt, từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, do không có giải pháp thoát nước ngầm dẫn đến mất ổn định toàn khối. Mực nước ngầm có trong khối đất đắp sang nền là do nước mưa thấm xuống, nước ngầm sau khối đất đắp sang nền thấm vào. Vật liệu đất đắp ở độ chặt K90 thuộc loại thấm vừa chiếm 20% và tính thấm ít 80%, phân bổ xen kẹp theo chiều sâu và theo chiều ngang. Chất lượng thi công của các nhà thầu không đạt độ chặt yêu cầu K90, làm tăng tính thấm của vật liệu đắp, dẫn đến quá trình xảy ra sụt trượt nhanh hơn. Theo thống kê ban đầu, sự cố sụt lún tại dự án này đã gây thiệt hại ước tính khoảng 75 tỷ đồng.